Thân người ở cõi Diêm Phù Đề cao 3 khuỷu tay rưỡi, y phục dài 7 khuỷu tay, rộng 3 khuỷu tay rưỡi. Thân người ở Cù Gia Ni Phất Du Đãi cũng cao 3 khuỷu tay, y phục dài 7 khuỷu tay, rộng 3 khuỷu tay rưỡi. Thân người Uất Đan Giết cao 7 khuỷu tay, y dài 14 khuỷu tay, rộng 7 khuỷu tay. Thân Atula cao 1 do tuần, y dài 2 do tuần, rộng 1 do tuần, y dày 6 lạng. Thân của Tứ Thiên Dương cao 1/2 do tuần, y dài 1 do tuần, rộng 1/2 do tuần, y dày 1/2 lạng. Thân của Đao Lị Thiên cao 1 do tuần, y dài 2 do tuần, rộng 1 do tuần, y dày 6 lạng. Thân của Diệm Ma Thiên cao 2 do tuần, y dài 4 do tuần, rộng 2 do tuần, y dày 3 lạng. Thân của Đâu Xuất Thiên cao 4 do tuần, y dài 8 do tuần, rộng 4 do tuần, y dày 1 lạng rưỡi. Quá Tự Tại Thiên cao 8 do tuần, y dài 16 do tuần, rộng 8 do tuần, y dày 1 lạng. Thân của Tha Quá Tự Tại Thiên cao 16 do tuần, y dài 32 do tuần, rộng 16 do tuần, y dày 1/2 lạng. Từ chư thiên trở lên, mỗi nơi tùy theo thân hình của họ mà mặc y phục. Tuổi thọ của người Diêm Phù Đề là 100 năm, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của người Câu Gia Ni là 200 năm, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của người Phất Du Đãi là 300 năm, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của người Uất Đan Giết là 1000 năm, không có tăng hay giảm. Tuổi thọ của Ngạ Quỷ là 7 vạn năm, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của loài rồng và kim sí điểu là 1 kiếp, hoặc có giảm đi. Tuổi thọ của Atula là 1000 năm của cõi trời, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của Tứ Thiên Dương là 500 năm của cõi trời, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của Đao Lị Thiên là 1000 năm của cõi trời, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của Diệm Ma Thiên là 2000 năm của cõi trời, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của Đâu Xuất Thiên là 4000 năm của cõi trời, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của Quá Tự Tại Thiên là 8000 năm của cõi trời, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của Tha Quá Tự Tại Thiên là 6000 năm của cõi trời, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của Phạm Ca Di Thiên là 1 kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Quan Âm Thiên là 2 kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Biến Tịnh Thiên là 3 kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Quả Thật Thiên là 4 kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Vô Tưởng Thiên là 500 kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Vô Tạo Thiên là 1000 kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Vô Nhiệt Thiên là 2000 kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Thiện Kiến Thiên là 3000 kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Đại Thiện Kiến Thiên là 4000 kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Sắc Cứu Cánh Thiên là 5000 kiếp,
hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của không vô biên xứ thiên là một dạng kiếp hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của thức vô biên xứ thiên là hai dạng 1000 kiếp hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của vô sở hữu xứ thiên là 4 dạng 2000 kiếp hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của phi tưởng, phi phi tưởng thiên là 8 dạng 4000 kiếp hoặc có giảm bớt. Trong giới hạn ấy được gọi là chúng sinh. Trong giới hạn ấy được gọi là tuổi thọ. Trong giới hạn ấy được gọi là thế giới. Trong giới hạn ấy là sự luân chuyển của tập hợp uẩn, xứ, giới qua lại trong các cõi sinh, già, bệnh, chết. Phật bảo các tỳ kheo: tất cả chúng sinh do 4 loại thức ăn mà tồn tại. Một là đoàn thực, có thô, có tế. Hai là xúc thực. Ba là ý tư thực. Bốn là thức thực. Những loại thức ăn này chúng sinh ăn không giống nhau, như người cõi Diêm Phù Đề dùng các loại cơm, bột, cá, thịt gọi là loại đoàn thực. Y phục, tấm giặt được gọi là tế hoạt thực. Người Câu Gia Ni, Phất Du Đãi cũng ăn các loại cơm, bột, cá, thịt được gọi là đoàn thực. Y phục, tấm giặt là tế hoạt thực. Người Uất Đan Giết thì chỉ ăn lúa gạo chín tự nhiên, đầy đủ vị trời lấy làm đoàn thực, cũng lấy y phục, tấm giặt làm tế hoạt thực. Loài rồng, kim sí điểu thì ăn các con giải, con đà, con cá, con ba ba lấy làm đoàn thực và tấm gội, y phục làm tế hoạt thực. Atula thì ăn đoàn thực sạch lấy làm đoàn thực và lấy tấm giặt, y phục làm tế hoạt thực. Tứ Thiên Dương, Đao Lị Thiên, Diệm Ma Thiên, Đâu Xuất Thiên, Quá Tự Tại Thiên, Tha Quá Tự Tại Thiên ăn loại đoàn thực sạch lấy làm đoàn thực và tấm giặt, y phục làm tế hoạt thực. Chư thiên từ đây trở lên dùng Hỷ Lạc Thiền Định làm thức ăn. Những chúng sinh nào dùng xúc thực? Những chúng sinh sinh ra từ trứng dùng xúc thực. Những chúng sinh nào dùng ý tư thực? Có chúng sinh nhờ vào ý tư thực mà được tồn tại, tăng trưởng các căn, tuổi thọ không dứt, đó là ý tư thực. Những chúng sinh nào dùng thức thực? Những chúng sinh ở địa ngục và cõi vô sắc thiên, những loại chúng sinh này dùng thức thực. Người cõi Diêm Phù Đề dùng các thứ vàng bạc, đồ quý báu, lúa gạo, lụa là, nô bộc để mưu sinh buôn bán mà tự nuôi sống. Người Câu Gia Ni dùng bò, dê, châu báu để trao đổi mà nuôi sống. Người Phất Du Đãi dùng thóc, giải, châu ngọc để trao đổi mà tự nuôi sống. Người Uất Đan Giết tuy không dùng cách trao đổi nhưng cũng mưu sinh để tự nuôi sống. Người cõi Diêm Phù Đề có sự mai mối hôn nhân, con trai lấy vợ, con gái lấy chồng. Người Câu Gia Ni và người Phất Du Đãi cũng có mai mối hôn nhân, con trai lấy vợ, con gái lấy chồng. Người Uất Đan Giết thì không có vấn đề hôn nhân, không có sự lấy chồng, lấy vợ của con trai và con gái. Loài rồng và kim sí điểu cùng Atula thì cũng có hôn nhân, có giá thú giữa con trai và con gái. Tứ Thiên Dương, Đao Lị Thiên, cho đến Tha Quá Tự Tại Thiên cũng có hôn nhân và có giá thú giữa người nam và người nữ. Chư thiên từ đây trở lên không còn có nam và nữ. Người cõi Diêm Phù Đề, vì giữa nam và nữ giao hội nhau, thân và thân xúc chạm nhau, nên sinh ra âm dương.
Những người Câu Gia Ni, người Phất Du Đãi, người Uất Đan Giết cũng dùng thân với thân xúc chạm nhau nên cũng sinh ra âm dương. Các loài rồng, kim sí điểu cũng dùng thân với thân xúc chạm nhau nên cũng sinh ra âm dương. Loài Atula thì thân với thân gần gũi nhau phát sinh khí mà trở thành âm dương. Tứ Thiên Dương, Đao Lỵ Thiên thì cũng lại như vậy. Diệm Ma Thiên thì gần gũi nhau mà thành âm dương. Đâu Suất Thiên thì cầm tay nhau mà thành âm dương. Quá Tự Tại Thiên thì nhìn kỹ nhau mà thành âm dương. Tha Quá Tự Tại Thiên thì lấy mắt nhìn nhau mà thành âm dương. Chư thiên từ đây trở lên thì không còn dâm dục nữa. Nếu có chúng sinh nào với thân làm ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ đều ác, thì sau khi thân hoại mạng chung, sau đó thức người đời diệt mất, thức nê lê bắt đầu sinh ra. Nhân thức nên có danh sắc, nhân danh sắc nên có sáu xứ. Hoặc có chúng sinh với thân làm ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác, thì sau khi thân hoại mạng chung, bị đọa vào trong loài súc sinh. Sau đó, thức người đời bị diệt, thức súc sinh bắt đầu sinh ra. Nhân thức nên có danh sắc, nhân danh sắc nên có sáu xứ. Hoặc có chúng sinh với thân làm ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác, thì sau khi thân hoại mạng chung sẽ đọa vào trong ngạ quỷ. Sau đó, thức người đời bị diệt, thức ngạ quỷ bắt đầu sinh ra. Nhân thức nên có danh sắc, nhân danh sắc nên có sáu xứ. Hoặc có chúng sinh với thân làm thiện, miệng nói những lời thiện, ý nghĩ điều thiện, thì sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sinh vào trong cõi người. Sau đó thức đời trước diệt, thức loài người bắt đầu sinh ra. Nhân thức nên có danh sắc, nhân danh sắc nên có sáu xứ. Hoặc có chúng sinh với thân làm thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện, thì sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh về cõi Tứ Thiên Dương. Sau đó thức đời trước diệt, thức loài trời Tứ Thiên Dương bắt đầu sinh ra. Nhân thức nên có danh sắc, nhân danh sắc nên có sáu xứ. Lúc bắt đầu sinh ở cõi trời, hình dạng cũng giống hệt như con nít chừng 2-3 tuổi của cõi người này, tự nhiên quá hiện, rồi trên đầu gối trời. Vị trời ấy liền nói: "Đây là con ta." Do quả báo của hành vi nên tự nhiên mà có nhận thức, liền tự nghĩ rằng: "Ta do đã làm những gì mà nay ta sinh ra nơi này?" Rồi tự nhớ lại, đời trước ta ở nhân gian, thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện. Vì đã làm những việc này nên nay ta được sinh về cõi trời. Giả như ở đây ta mạng chung mà sinh vào cõi nhân gian trở lại, thì phải thanh tịnh thân, khẩu, ý và siêng năng gấp đôi trong việc tu tập các hành lành. Sau khi sinh ra chưa lâu, hài nhi tự biết đói. Lúc ấy tự nhiên trước mặt hài nhi này có đồ để đựng quý, trong đó đựng thức ăn thanh tịnh của cõi trời, tự nhiên có đủ cả trăm mùi vị. Nếu phước báo nhiều thì ăn thức ăn màu trắng, nếu phước báo mà vừa thì ăn thức ăn có màu xanh, nếu phước báo ít thì ăn thức ăn có màu đỏ. Đứa trẻ này dùng tay lấy thức ăn đưa vào miệng, thức ăn tự nhiên tiêu mất, như dán sữa được chế vào trong lửa. Khi đứa trẻ ăn xong mới tự cảm thấy khát, thì tự nhiên có đồ đựng quý, đựng đầy nước cam lồ. Nếu là người có nhiều phước báo thì nước này có màu trắng, nếu người này phước báo vừa vừa thì nước này có màu xanh, nếu là người có phước báo ít thì nước này có màu đỏ.
đứa trẻ này lấy nước uống, nước tự động tiêu mất như dán sữa được chế vào lửa vậy. Đứa trẻ này sau khi ăn uống xong thì thân thể cao lớn cũng như các chư thiên khác, liền vào trong hồ nước mà tự mình thưởng thức sự tắm gội rửa ráy. Khi đã tự mình thưởng thức xong thì ra khỏi hồ tắm, đến dưới cây hương. Cây hương sẽ cong xuống, nó dùng tay lấy các loại hương tự thoa vào thân mình. Sau đó lại đến cây y kiếp bối, cây cong xuống, nó lấy các loại y mặc vào thân mình. Tiếp đến nơi cây trang nghiêm, cây cong xuống, nó lấy các thứ đồ trang sức để tự trang điểm thân. Tiếp đến cây hoa mang, cây nghiêng xuống một bên, lấy tràng hoa đội lên đầu. Tiếp đến cây khí, cây nghiêng xuống một bên để lấy các thứ đồ vật báo. Tiếp đến cây quả, cây nghiêng xuống một bên hái trái tự nhiên, hoặc ăn hay ngậm, hoặc lọc nước mà uống. Tiếp đến cây nhạc khí, cây nghiêng xuống một bên, lấy nhạc khí trời khẩy lên âm thanh trong trẻo, di diệu hòa cùng lời ca. Khi đứa trẻ cõi trời hướng đến các khu vườn thì thấy vô số thiên nữ đang khẩy đàn đánh trống, ca hát, nói cười với nhau. Bấy giờ, đứa trẻ cõi trời dạo chơi, thấy những cảnh như vậy, bèn sinh lòng đắm nhiễu. Nhìn đông mà quên tây, nhìn tây mà quên đông. Lúc mà đứa trẻ này mới sinh, tự biết mà tự nghĩ rằng: do hành vi gì mà nay ta được sinh ra nơi này? Khi đang dạo chơi xem cảnh nơi kia thì lại quên hết ý nghĩ này. Thế rồi liền có thể nữ theo hầu, hoặc có chúng sinh với thân làm thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện, thì sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh về cõi Đao Lỵ Thiên. Sau đó thức đời trước diệt, thức kia bắt đầu sinh ra. Nhận thức này nên có danh sắc, nhân danh sắc nên có sáu xứ. Kẻ mới bắt đầu sinh của cõi trời kia giống như đứa trẻ 2 hay 3 tuổi ở cõi Diêm Phù Đề, tự nhiên biến hiện ra ở trên đầu gối của trời. Và vị trời ấy nói: đây là con trai của ta, đây là con gái của ta, cũng lại như đã kể trên. Hoặc có chúng sinh với thân, miệng, ý đều thiện, thì sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh về cõi Diệm Ma Thiên. Kẻ mới bắt đầu sinh của cõi trời kia giống như đứa trẻ 3-4 tuổi ở cõi Diêm Phù Đề này. Hoặc có chúng sinh với thân, miệng, ý đều thiện, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh về cõi Đâu Xuất Thiên. Kẻ mới sinh ở cõi trời này giống như đứa trẻ 4-5 tuổi ở thế gian này. Hoặc có chúng sinh với thân, miệng, ý đều thiện, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh về cõi Quá Tự Tại Thiên. Kẻ mới sinh ở cõi trời này giống như đứa trẻ 5-6 tuổi ở thế gian này. Hoặc có chúng sinh với thân, miệng, ý đều thiện, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh về cõi Tha Quá Tự Tại Thiên. Kẻ mới sinh ở cõi trời này giống như đứa trẻ 6-7 tuổi ở thế gian này, cũng lại như vậy. Phật bảo tỳ kheo, mỗi nửa tháng có 3 ngày trai, đó là ngày mồng 8, ngày 14 và ngày 15. Đó là 3 ngày trai. Vì sao trong mỗi nửa tháng lấy ngày mùng 8 làm ngày trai? Vì vào ngày mùng 8 của mỗi nửa tháng là ngài Tứ Thiên Vương thường bảo sứ giả rằng: các ngươi nên đi khảo sát thế gian, xem xét mọi người có biết hiếu thuận với cha mẹ, có kính thuận với sa môn, bà la môn, có tôn kính các bậc trưởng lão, có trai giới, bố thí, có cứu giúp người cùng thiếu hay không.
Sau khi sứ giả nghe những lời dạy này rồi, liền đi khảo sát khắp trong thiên hạ, để biết có người hiếu thuận với cha mẹ, tôn kính Sa Môn, Bà La Môn, kính trọng các bậc trưởng lão, trì giới, giữ trai, bố thí cho người cùng thiếu. Sau khi xem xét đầy đủ rồi, thấy có những người bất hiếu với cha mẹ, bất kính sư trưởng, không tu trai giới, không cứu giúp người cùng thiếu, về thưa với nhà vua rằng: Tâu Thiên Dương, ở thế gian những người hiếu thuận với cha mẹ, kính trọng sư trưởng, tịnh tu trai giới, giúp đỡ những người cùng thiếu thì rất ít, rất ít. Sau khi Tứ Thiên Dương nghe xong, sầu lo không vui, đáp rằng: Than ôi, nếu người thế gian có nhiều kẻ ác, bất hiếu với cha mẹ, không kính trọng sư trưởng, không tu tập trai giới, không giúp đỡ người cùng thiếu, thì chúng chư thiên sẽ tổn giảm và chúng Atula sẽ tăng thêm. Trường hợp nếu sứ giả thấy ở thế gian mà có người hiếu kính mẹ cha, kính trọng sư trưởng, siêng tu trai giới, giúp đỡ người nghèo, thì trở về bạch với Thiên Dương rằng: Ở thế gian có người hiếu thuận mẹ cha, kính trọng sư trưởng, siêng tu trai giới, giúp đỡ người cùng thiếu. Tứ Thiên Dương sau khi nghe xong rất là hoan hỷ, sướng lên rằng: Lành thay, ta đã nghe những lời tốt lành, rằng thế gian nếu có những người có thể hiếu thuận mẹ cha, kính trọng sư trưởng, siêng tu trai giới, giúp đỡ những người nghèo thiếu, thì chúng chư thiên sẽ tăng thêm và chúng Atula sẽ giảm bớt. Vì sao lấy ngày 14 làm ngày trai? Vì ngày 14 là ngày mà Tứ Thiên Dương bảo Thái Tử rằng: Ngươi nên đi khảo sát khắp thiên hạ, xem xét mọi người, để biết có người hiếu thuận mẹ cha, kính trọng sư trưởng, siêng tu trai giới, giúp đỡ người nghèo thiếu hay không. Sau khi dâng lời dạy của vua xong, Thái Tử liền đi khảo sát thiên hạ, xem xét mọi người có biết hiếu thuận cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, siêng tu trai giới, giúp đỡ người nghèo thiếu hay không. Khi đã quan sát tất cả rồi, nhận thấy thế gian có người không hiếu thuận cha mẹ, không kính sư trưởng, không tu trai giới, không giúp đỡ người nghèo thiếu, trở về thưa vua rằng: Tâu Thiên Dương, ở thế gian người hiếu thuận với cha mẹ, tôn kính sư trưởng, tu hành trai giới thanh tịnh, giúp đỡ những người nghèo thiếu thì rất ít, rất ít. Tứ Thiên Dương nghe xong sầu lo không vui, bảo rằng: Than ôi, nếu thế gian có nhiều kẻ ác, không hiếu thuận mẹ cha, không tôn trọng sư trưởng, không tu tập trai giới, không giúp đỡ những người nghèo thiếu, thì chúng chư thiên sẽ giảm bớt, chúng Atula sẽ tăng thêm. Nếu Thái Tử nhận thấy thế gian có người hiếu thuận mẹ cha, tôn kính sư trưởng, siêng tu trai giới, giúp đỡ những người nghèo thiếu, thì liền trở về thưa vua rằng: Tâu Thiên Dương, ở thế gian có người hiếu thuận với mẹ cha, kính trọng sư trưởng, siêng tu trai giới, giúp đỡ những người nghèo thiếu. Tứ Thiên Dương nghe xong lòng rất vui mừng, sướng lên rằng: Lành thay, ta nghe được những lời tốt lành, là ở thế gian nếu có những người hiếu thuận với mẹ cha, tôn trọng sư trưởng, siêng tu trai giới, giúp đỡ những người nghèo thiếu, thì chúng chư thiên sẽ tăng thêm, chúng Atula sẽ giảm bớt.